Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Vàng Hôm Nay ngày 7 tháng 5 2021 được phát trên kênh Giá Vàng 24 giờ Ricky Wyatt. Lời đầu tiên về bản tin Giá Vàng Hôm Nay, Ricky Wyatt muốn gửi cho các bạn cùng tham khảo một số tin tức về giá vàng trong và ngoài nước như sau. Đối với giá vàng thế giới ngày 7 tháng 5 2021 hôm nay ghi nhận tăng 29,1 USD trên ounce so với phiên trước và đang giao dịch ở mức 1814,2 cho đến 1814,7 USD trên ounce. Còn về giá vàng trong nước ngày 7 tháng 5 2021 hôm nay theo chiều tăng cùng với giá vàng thế giới ghi nhận tăng từ 67.000 đồng cho đến 160.000 đồng trên một lượng so với phiên trước tùy theo từng loại vàng. Và từ đó cũng đã đưa giá vàng trong nước lên mức 55,85 triệu đồng trên một lượng trong hôm nay. Cụ thể về bảng giá vàng ngày hôm nay như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC một lượng đến 10 lượng niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,83 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Vàng SJC 5 chỉ niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Vàng SJC 5 phân, 1 chỉ và 2 chỉ niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,86 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Vàng nhẫn SJC 4 số 9, 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 51,86 triệu đồng trên một lượng mua vào và 52,46 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 160.000 đồng trên một lượng. Vàng nhẫn SJC 4 số 9 loại 5 phân niêm yết ở mức 51,86 triệu đồng trên một lượng mua vào và 52,56 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 160.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 tức vàng 24K niêm yết ở mức 51,46 triệu đồng trên một lượng mua vào và 52,16 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 160.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 2 số 9 tức vàng 23,7K niêm yết ở mức 50,644 triệu đồng trên một lượng mua vào và 51,644 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 159.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 7 tuổi rưỡi tức vàng 18K niêm yết ở mức 37,274 triệu đồng trên một lượng mua vào và 39,274 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 120.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 6 tuổi tức vàng 14K niêm yết ở mức 28,562 triệu đồng trên một lượng mua vào và 30,562 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 93.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 4 tuổi tức vàng 10K niêm yết ở mức 19,903 triệu đồng trên một lượng mua vào và 21,903 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 67.000 đồng trên một lượng. Tại Hà Nội, vàng SJC niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Đà Nẵng, vàng SJC niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Nha Trang, vàng SJC niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Cà Mau, vàng SJC niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Thừa Thiên Huế, vàng SJC niêm yết ở mức 55,45 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,86 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Bình Phước,
Vàng SJC niêm yết ở mức 55,46 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Biên Hòa, vàng SJC niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,83 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại miền Tây, vàng SJC niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,83 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Quảng Ngãi, vàng SJC niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,83 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Long Xuyên, vàng SJC niêm yết ở mức 55,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,88 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Bạc Liêu, vàng SJC niêm yết ở mức 55,48 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Quy Nhơn, vàng SJC niêm yết ở mức 55,46 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Phan Rang, vàng SJC niêm yết ở mức 55,46 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Hạ Long, vàng SJC niêm yết ở mức 55,46 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Quảng Nam, vàng SJC niêm yết ở mức 55,46 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,85 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cả chiều mua vào và chiều bán ra cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng so với phiên trước. Ricky Wyatt xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá vàng ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, các bạn hãy bấm nút đăng ký để nhận được thông báo cập nhật giá vàng mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào, tạm biệt.